Turn it out till it gets too hot. Everybody sing hey yo. Tell 'em turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Em là người Nhi Hồng đưa ta cùng hoàng huyên. Em là bạn thân trai đang cần anh đến hoàn thiện. Nói với thân yêu thì anh thích lâu dài. Mà nếu muốn làm công chúa anh đưa em về lâu đài. Muốn được cùng em lai trai mái trai. Hay là sang nhà anh xem phim tối nay. Yeah.
rồi em, đây đi em. Em đây tôi á. À, dạo này em khỏe không? Em khỏe nên em hơi mệt. Thương là thương luôn đau thương dòng sông nơi chốn quê. Thương vì nơi chốn đây có anh bên cạnh đêm sớm hơn. Thương vì anh mưa nắng dài nhau. Vì lỡ cho chị chỉ biết cách chăm, không đáp được cưng nói đâu nha. Ok. Một trời kia đã tắt dần ngắn từ nguyện sâu chỉ thấy mây đen. Người ở đây mà anh chẳng nắm được tay người. Chỉ còn mỗi anh và rồi cơn mưa lại đến. Nhưng không một ai ở bên cạnh em. Mưa sẽ trôi hết bao buồn phiền. Những người cô đơn sẽ càng lạnh thêm. Đêm radio bên đâu còn sầu. Thật ra bạn nhảy không lầm. Anh chỉ muốn ba nghĩ còn đừng nên thích cậu ấy nữa. Con thích anh ấy thì có ý nghĩa gì nữa đâu, khi mà anh ấy đã có người khác trong lòng thì rồi. Thì gì là thiếu gia của một gia tộc lớn. Nếu con như trước thì ba không nói, nhưng giờ con chỉ là một cô gái bình thường. Địa vị, tiền bạc đều không có, kể cả cậu ấy không có ai trong lòng. Ba nghĩ con không quan trọng được đến cậu ấy đâu. Nhưng con thích anh ấy lắm. Ba biết, nhưng con nên từ bỏ đi, sẽ tốt cho con và cả cậu ấy. Em vậy từ bỏ anh thật sao? Anh gì? Ba nói đúng, dù gì anh cũng có người yêu rồi, mình bám theo cũng không được gì, chỉ phiền người ta hơn thôi. Giờ phải sống cuộc sống của mày thôi. Mèo hả? Phải cô không? Hả? À, vâng. Đây là cô gái đấy, mày bảo mày không vào đấy hả? Đúng rồi. À, mà sao tôi mời cô không vào vậy? À, tôi... Thôi, dù sao cũng gặp nhau trong trận rồi, cũng có duyên phết nhờ. Mà tôi cảm ơn cô vì chị hôm qua nha. Cảm ơn cái gì? Không phải mày nói sẽ giới thiệu Mèo cho tao làm quen hả? Hả? Anh ấy còn định giới thiệu mình cho người khác sao? Thì đây này, cô gái tôi kể với mày đó. Mèo có nhiều chưa? Cho thằng bạn tôi làm quen với. Điều này có nghĩa là trong lòng anh, em không là gì cả. Vì nếu em quan trọng thì anh đã không giới thiệu cho người khác. Ơ kìa, chạy luôn rồi. Tại mày đấy, tao đã bắt đầu từ từ rồi. Chắc người ta không thích mày mối như này đâu. Đợi đó, tao sẽ tán bằng được cô ấy cho mày xem. Mèo ơi, trong game này Mèo thích bắn súng gì nhất vậy? Mình mua cho Mèo. À, tôi mua rồi, cảm ơn cậu. Thằng bạn tôi bắn hay lắm nha. Có gì Mèo cứ theo nó để nó gánh cho. Mèo không theo tao thì tao cũng theo sau bảo vệ Mèo mà. Ghê không, có bản lĩnh đi chứ. Mèo cẩn thận nha, có địch đấy. À, nay tôi thấy Mèo ít nói, hôm trước nói nhiều lắm mà. Chắc tại có tao nên Mèo ngại đấy, con gái là vậy mà. Mày không biết đâu, hôm qua cả trận Mèo nói nhiều lắm, trong khi tao với Mèo mới gặp nhau lần đầu. Tưởng hướng ngoại mà nay lại hướng nội rồi. À, có đâu, tôi vẫn hướng ngoại mà, không có hướng nội đâu nha. Nghe cái giọng dễ thương ghê, Mèo nói nhiều lên nhá, nói chuyện cùng tôi nè. À, được. Còn chuyện của mày với cô Min sao rồi, tiến triển gì không? Tao tỏ tình với cô ấy rồi. Rồi sao, cô Min đồng ý không? Cô ấy nói cho cô ấy thêm thời gian để suy nghĩ, với lại muốn tìm hiểu kỹ nhau trước. Ồ, rồi mày tính làm gì tiếp theo? Còn làm gì nữa, đương nhiên là tiếp tục theo đuổi cô ấy rồi. Tao sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu. Ghê, mạnh mẽ đấy, để xem là thiếu gia Thiên Si có tán được cô tiểu thư đó không. Mày cũng nhanh làm gì đi kìa, không mất cơ hội với người ta bây giờ. Ê trời, mày không phải lo, tao biết tao cần làm gì để theo đuổi Mèo mà. Hey, cơ hội đến rồi, tao đi đây, mày ở lại với Mèo nhé. Ơ, cái thằng này. Ủa, anh Si, ảnh đi đâu vậy anh? Nó chạy theo tình yêu của nó rồi, nghe nói là không bỏ cuộc đâu. Bộ anh hay chơi với hai người đó lắm hả? Thỉnh thoảng thôi, hai người đó suốt ngày chơi riêng với nhau để hâm nóng tình cảm mà. À, họ hạnh phúc nhỉ? Những kẻ mạnh không phải lúc nào cũng chiến thắng, mà kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh. Thank you.
khi trong tâm trí anh từng ngày, anh ước mỗi sáng khi anh thức giấc lại được có em trong tay. Anh ước mỗi tối anh sẽ luôn luôn là người chúc em ngủ ngon. Hay dần càng cố quên là khi lòng dần thương nhớ từng ngày dài trong đêm vắng anh nhớ người. Khắp tâm bye bye ca ca. Oh.
20 năm sau tụi mình bị mất trí nhớ cũng giống như ông cụ đó. Không biết ai sẽ là người hiện diện trong ký ức của mình hết. Em nghĩ sẽ là ai? Ai sẽ là người người trị trong ký ức nhỏ bé của em? Anh đã say đắm trong nỗi đau và muốn tỏ ra là mình ngầu, không muốn em rơi vào sâu. Anh cùng em vào ngủ đêm thâu, chỉ còn men như em vẫn ghen. Anh đẹp tự nhiên thì không cần khen, còn em ở chỗ anh làm quen. Nếu không học dễ thì ta bye bye nào. Mày đã quên mất những lời tao nói rồi chứ? Anh Si là của tao, mày không có quyền đến gần anh đâu. Cút nhanh trước khi tao mất kiên nhẫn. Đúng là mặt dày, nói thế mà vẫn vác cái mặt đẹp. Mình không vào đó là được đúng không? Vậy em sẽ đứng đây để nhìn anh từ xa. Mới đó mà anh đã phải về rồi ạ? Hay anh ở lại thêm chút nữa đi, giao lưu một tí nữa thôi mà anh. À không được đâu, tao còn có việc phải làm, xin phép mọi người nha. Chán vậy, hay là anh cho em xin chụp một kiểu hình làm kỷ niệm nha. Mình có nên ra đó không? Liệu anh ấy có nhận ra mình không ta? Không được, giờ mày không còn là tiểu thư như trước nữa. Mày không có quyền ra đó đâu. Đi về thôi Mel ơi. Ủa, có tiếng xe của ai vậy? Cô ơi, cô có biết đường về? Ủa, anh Thiên Sĩ. Cô biết tôi hả? À không, tôi nhận nhầm người thôi. À ra là vậy, mà cô biết đường đến công ty Đông Đông không? Công ty Đông Đông? À tôi biết, để tôi chỉ cho anh nha. Tôi biết rồi, cảm ơn cô nha. Không, không có gì đâu. Mà trời cũng tối rồi, hay là cô lên xe đi, để tôi đưa cô về cho. Liệu có phiền anh quá không? Hay thôi, để tôi tự về. Không phiền đâu mà, lên xe đi cô. À cảm ơn anh nha. Cô khách sáo quá rồi. Phía trước là nhà tôi rồi. Cảm ơn anh lần nữa nha, vì đã đưa tôi về. Cô nói con này nhiều lần lắm rồi đấy. Được rồi, tôi đi nha, tạm biệt. Dạ vâng, anh đi đường cẩn thận nha. Được, hẹn gặp lại cô. Hẹn gặp lại? Nghĩa là anh ấy còn muốn gặp lại mình lần nữa hả? Trời ơi, em cũng muốn gặp lại anh lắm luôn ý. Vào nhà thôi. Nay là ngày gì không biết, mình được anh Si chủ động đèo về nữa kìa. Mèo về rồi hả con, xuống ăn cơm đi nè. Dạ vâng ạ. Không biết ăn nổi không nữa, như này thôi cũng khiến mình no lắm rồi. Nhưng anh ấy không còn nhớ cô gái năm đó là mình sao? Mà thôi kệ đi, không sao hết, ít ra mình cũng được gặp anh ấy rồi. Ủa Bunny, mà mình làm gì vậy? Đâu rồi, con mặt dày xuất hiện rồi đây. Ủa, cái gì? Tao làm gì chúng mày hả? Mày còn giả vờ không biết hả? Mày được lắm, hôm qua dám ngồi lên xe của anh Si, để anh đeo mày về. Sao chúng mày biết? Nó nhận ra kìa Adri. Khoan đã, tiện đường nên anh đưa tao về thôi. Tao không muốn nghe mày giải thích. Tao đang nói cho mày biết, chứ mày có làm gì của anh ấy đâu mà tao phải giải thích cho mày. Này, mày ngon nói lại coi. Bộ không nghe rõ hả? Hay là tai bị làm sao rồi? Có mặt dày này, nó dám nói mày vậy kìa Ari. Chắc là mặt chúng mày mỏng. Hơ, mỏng quá nên phải chát một tấn phấn lên mặt để dày hơn hả? Bản thân là tiểu thư mà. Đừng gọi là tiểu thư nếu chúng mày không thích. Bản thân chúng mày có là con nhà danh giá mà, sao không biết phép tắc gì vậy? Mày nói ai không có phép tắc? Cho mày biết, biết mà đi cướp bồ người khác. Tao không có, anh Si không phải người yêu của chúng mày. Giờ không phải nhưng sau này sẽ là người yêu tao. Khi nào thành người yêu đi, rồi tính. Tao không nói nhiều với mày, khôn hồ thì tránh xa anh ấy ra. Nhớ đó, không thì mày biết kết cục của mày như nào rồi đấy. Kết. Nhưng có lẽ anh không nhận ra tôi muốn
bàn thứ gì hôm nay. Mọi thứ em làm thật tốt khi em mới vừa tròn 17. Em lập ra bản kế hoạch muốn cuộc sống của em ấm no. Mọi thứ thật là hoàn hảo khi không có anh nằm trong đó. Có lẽ anh phải ra đi về một nơi khác trong đời, vì anh không muốn thấy nhiều hình anh về em. Khóc hay cười, nhói hay vui, anh biết phải kêu thêm mãi trong những lúc này. Anh biết rõ nhất. Thôi đủ rồi nha, cô là ai mà có quyền nói yêu tôi vậy hả? Mỏ nhọn nhiều chuyện. Tôi nhiều chuyện. Rồi cứ đợi đó đi, cô sẽ sáng mắt cho xem. Tôi không biết cô là ai, nhưng cảm ơn cô vì đã đứng về phía tôi. Không có gì đâu, chuyện bất hòa, ngứa mắt nên tôi nói dùm thôi. Mày còn đánh bị đứng đây nữa hả? Ao ngay cho tao. Ủa, sao tao phải ao? Tao không muốn chơi với mày nữa, giờ mày có ao không? Tao không ao. Mày được, đợi đó đi, xem mày có yên ổn khi ở lại đây không. Tưởng thế nào, bè bè bạn bạn với nhau, cũng gái với nhau thôi. Chắc ai đó bro lắm nhỉ, chết thằng cẳng, để người ta gánh còn to mồm. Con này, mày nói gì hả? Nói đúng quá không cãi được chứ gì. Hài, cô bắt nạt được ai chứ không bắt nạt lại tôi đâu. Chơi với nhau chắc cũng nghèo như nhau rồi, nhìn mặc bộ đồ là biết. Người giàu thật sự người ta không khoe khoang đâu. Tưởng có tí tiền trong người rồi lại lên mặt dạy đời người khác á. Thôi cô à, đừng nói nữa. Không nói để nó nghĩ mình sợ nó, rồi nó leo lên đầu mình ngồi hả? Tao nghĩ mày nên biết điều như con mèo đi, không thì... Không thì sao? Mày định làm gì tao? Ồ, rồi mình nghĩ mày là ai mà làm gì được tao hả? Này sao anh không bênh em, chúng nó nói em mà anh in thích vậy. À anh... Gái che mù con mắt rồi. Bênh em này lại làm tổn thương em kia thì sao? Này cô, đừng nói linh tinh, người tôi yêu chỉ có hàng thôi. Mày được lắm, đợi xíu nữa xem. Sao lại phải đợi xíu nữa? Muốn làm gì làm luôn đi nè. Ngon ha, có người bảo vệ là bênh cái mặt liền. Tao không có, tao chưa bao giờ nghĩ sẽ gây sự hay chửi nhau với mày cả. Thôi, diễn kịch cho ai xem. Có mà anh đang diễn kịch ấy, mày nên cẩn thận đi Hằng. Anh ta lăng nhăng lắm, nãy cứ sáng sáng ở chỗ tao. Không bây giờ thì sau này, anh ta sẽ phản bội mày cho xem. Câm miệng, ai cho mày nói người yêu tao vậy hả? Người yêu tao không bao giờ làm như mày nói. Ngược lại, chính mày tán tỉnh anh ấy, đúng không? Không, tao không có mà. Anh chán ở đây lắm rồi, anh muốn chơi riêng. Dạ được anh yêu, còn mày từ giờ đừng làm phiền tao nữa. Lo mà làm, kiếm tiền mua cơm ăn qua ngày đi kìa, nhìn thấy ớn. Tại sao, sao ai cũng ghét mình hết vậy? Ba ơi. Sao vậy con, có chuyện gì nói ba nghe. Con ba hiểu rồi, để nói tại ba. Tại ba mà con bị các bạn ngăn nhở. Không phải đâu ba, không phải lỗi của ba. Cố lên nha con gái, ba sẽ cố lấy lại được công ty. Rồi chúng ta sẽ có lại mọi thứ như trước. Dạ vâng ạ, dì với em Thảo có nhà không ba? Tao đây, mày gọi có việc gì? Ủa, dì với em định đi đâu vậy? Về nhà mới chứ đi đâu. Nhà mới? Ủa, nhà của chúng ta đây mà. Cái này gọi là nhà hả? Đồ đạc thì bị lấy hết, đến nỗi không có cái ghế để ngồi. Mẹ con tao chịu hết nỗi rồi, không thể để trong hoàn cảnh như này mãi được. Không, con không cho dì đi đâu. Ba ơi, ba, dì với em định bỏ nhà đi này ba. Ba, đừng đi đâu vậy. Trước tôi đồng ý cưới ông, cũng vì ông giàu. Còn giờ đến cái xe ông cũng không có mà đi. Ông định lấy gì nuôi hai mẹ con tôi đây? Tôi sẽ nói cho bà và hai con mà, bà tin tôi đi. Niềm tin của ông không mài ra để ăn được đâu. Thôi, không nói nhiều, đi thôi con. Không, dì ơi, lúc này là lúc ba con cần gì. Người ta đi biển có rồi, còn tôi đi biển lẻ loi một mình. Vậy thì xin em đừng nhắc bao nhiêu mong mơ anh quá băng rồi. Lúc em được khép đi sau lâu anh mỗi ngày, một từ yêu thương trong em chắc đã thay thêm. Yêu đến con tim vẫn luôn chật trội, nên em đặt anh thật xa lòng mệt sâu đắm đôi. Người em đã nói nên chắc sẽ nói em vẫn lại thơ, để có cái nhắm mắt nói nhiều đớn đớn. Sau tất cả mọi chuyện, bây giờ anh chỉ cần em. Khi con người ta đã quyết định rời đi, tất cả mọi thứ đều chỉ là lý do thôi. Trên đời này có rất nhiều điều, nhưng một khi em đã chọn rồi, đừng bao giờ hối hận.